Rồi, xin chào tất cả anh em Treo Đô. Tối hôm nay là một món hàng rất độc đáo, cũng không khác gì là một món quà tặng để dành cho anh em. Tại vì thật tình thì những cái món này cũng khá hiếm trên thị trường hiện nay nha. Đó là theo những gì Lê Khôi Audio biết và tìm hiểu. Thì đây, hôm nay Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một cái combo 3 món của hãng Dinaco, đó là âm ly Dinaco SCA 80Q và tuner. Cái này là tuner đèn anh em nhé, Dina FM tuner. Và cái thứ ba nó là Dinaco Equilaser, EQ là lọc đó anh em. Thì thật sự là những cái món này là dành cho những người thật sự yêu thích như Lê Khoa Audio, tìm kiếm tìm hiểu rồi săn lùng để có những cái món này. Nó con âm ly này thì có nhiều trên thị trường nhưng mà cái tuner này cũng hiếm anh em, tuner đèn. Rồi cái này là cái EQ đó, thì những cái món này khá hiếm trên thị trường. Thì xuất xứ là từ Mỹ anh em nhé. Nghe nhạc thì ok quá rồi. Đây là dòng con âm ly xuất tù anh em ha, xuất tù rất là nổi tiếng, đánh được rất là nhiều loa, lăn nén 77A, 88A hoặc kể cả AR2 nha. Và cái tung nơ đèn thì ngoài cái việc nghe radio thì có cái giá trị sưu tầm. Và còn cái EQ thì dành cho những anh em nào thích nhạc bolero, có bass, có chép, thì mình sử dụng con này. Rồi tất cả thì đều hoạt động hoàn hảo nha. Thì bây giờ Khôi sẽ test demo một đoạn để anh em cùng nghe thử nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ mở nhạc này. Rồi Khôi sẽ mở nhạc này. Đây là loa anh em ha. Mình thử á. Hát thơ nghiêm chỉnh em nhé. Rồi tiếp theo là Khôi sẽ thử cái EQ nha, thử cái EQ cho anh em cùng xem ha. Đây là mình đang trở về bên âm này ha, bây giờ mình lên này, ok lên ha, thì mình đã từng cần gạt một này. Thì chia sẻ với anh em á, là những anh em nào thích chơi equalizer, chơi lọc á, thì mình phải tìm hiểu sơ qua về các cái tần số thế này anh em nhé, phải tìm hiểu sơ qua những cái dài nào nó có chức năng làm gì anh em ha. Ví dụ như bên này là chép, bên này bass, ví dụ vậy thì mình sẽ biết được các cái dãy tần để mình chỉnh cho nó ok ha. Bây giờ mình chỉnh đây nè, chỉnh lên nè. Rồi mình lên volume một tí để mình nghe được rõ nha. Để lên thử này. Để lên ha. Có khác biệt ha. Có cái khác biệt nha. Bên mình anh em giảm ha. Thì cái này ở đây có chỉ test demo thôi nha. Để anh em biết được là nó hoạt động nha. Còn lại thì cái phần chính là anh em sẽ dành thêm cái thời gian để tìm hiểu về nó nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ chuyển sang radio nha anh em. Đây radio ha, bên này là volume này, volume của radio anh em. Bây giờ Khôi sẽ mở thử ha. Anh em lưu ý là cây tuner này phải có cái anten nữa nha. Anh em đợi Khôi trong giây lát, Khôi cắm cái dây anten vào thì nó mới có sóng anh em nha. Tại vì các cái tuner, cái radio của Mỹ á thì bắt buộc phải có thêm một cái sợi dây để anh em cắm vào để thu sóng anh em nhé. Anh em lưu ý đó, đợi Khôi tí xíu này. Khôi cắm vào đã nha thì nó mới có sống được.
Rồi, ok. Chắc chắn là có, tại vì nó có tín hiệu anh em. À có này này. Đó cũng là không ham muốn lắm, mỗi lần mà cứ quan hệ là giống như là bắt buộc thế, ví dụ như ép em thế, xong rồi cuối cùng hôn nhân là kéo dài được có 2 năm thôi, thì đến 12 năm sau em mới kết hôn Vô và tình là nghe được cái chương trình cái là tư vấn thứ này, tư vấn hôn nhân gia đình anh em. Tức là chị có một cái ác cảm về thế hệ ngày xưa, về cái kỹ năng về sinh hoạt tình dục cũng như là cái chuẩn bị cho trước cuộc hôn nhân, người ta không được đào tạo, do Anh đó em nghe một nó tí tạo luôn nha, cái ác nghe cảm một về tình tí. dục, bởi vì người ta rất là sinh ra thì hiện tượng co thắt âm đạo, làm cho người phụ nữ khi sinh hoạt rất là đau, do đó làm cho cái cuộc sống với tình dục của chị nó rất là nặng nề. Nhưng chị phải quan tâm nhất là gì, và chị hãy quên cuộc hôn nhân trước đi, chị dành hết cả tình cảm cho ông xã của mình bây giờ. Nghĩ rằng đợt tới thì cái vé máy bay đi du lịch chỉ có 2 người thôi ạ. Để mình mở thêm con đài nào nữa nha anh em. Không may mắn nó đến với mình hơi sớm một chút xíu thì cũng sẽ nhiều, và hy vọng rằng nếu như có những cảm xúc vô buồn nào đó mình đi xuống đi, dưới này nó có nhiều đài nè. Rồi rồi, nói chung là test qua để anh em nghe thử để biết được là các cái máy này nó hoạt động hoàn hảo. Còn thực ra là chất âm của cái con Omly này nó là quan trọng rồi, nó rất là quen thuộc rồi. Bộ này tất cả còn rất là đẹp mắt anh em. Thì ngày mai thì Khôi sẽ lên chi tiết để anh em cùng tham khảo nha. Thì Khôi sẽ bán cái bộ này, đặc biệt là Khôi sẽ bán combo luôn nha, không không bán rời anh em nhé, không bán rời. Bộ này có giá tất cả là, để em tính coi, tất cả cái bộ này có mức giá là 16 triệu anh em nhé, có giá là 16 triệu. Rồi thì anh em nào quan tâm, thích chơi sưu tầm thì ủng hộ cho Lê Khô Audio. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều đã quan tâm đến các cái sản phẩm của Lê Khô Audio. Thì cái này còn bụi bặm dơ này nè, chưa lau chùi luôn vì Khôi mới khui hàng ra thôi nha, nên có rất là nhiều bụi bặm. Cái này là tất cả cái này là cùng size anh em ha, cùng size, trưng bày đẹp nha, trưng bày đẹp. Ok rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bộ này có giá bán là 16 triệu. Anh em nào hứng thú, thích sưu tầm thì ủng hộ cho Lê